Bamboo Senior nhóm nhảy, quý vị vỗ tay lớn được không ạ? Thank you Club Bamboo Seniors with the two dance special dance. Bây giờ hồi nãy quý vị thấy chương trình hay không ạ? Quý vị thấy hay vỗ tay lớn được không ạ? Thank you. Chỉ có mỗi năm là như vậy đẹp hay thôi. Không có biết năm sau có hay hơn nữa. Nhưng mà năm nay mình phải enjoy. Bây giờ có tiếp một rất là đặc biệt nhất của 2019. Very special moment right now for 2019. This door gonna break down and we're gonna see what is back there. Mình sẽ coi cái cửa, cánh cửa này sẽ mở ra và sẽ thấy ai sẽ xuất hiện. Quý vị vỗ tay một lần nữa được không ạ? Thank you. Are you guys ready? I want to hear you say, yeah! Are you ready? Thank you. Bây giờ xin nhờ Mai đứng đây nhá. Rồi, thưa với tất cả quý vị, chiếc áo dài, một tác phẩm tuyệt vời của dân tộc. Ngoài vẻ đẹp trang nhã và thanh lịch, cách cấu trúc còn ẩn chứa ý nghĩa về đạo làm người của tiền nhân. Áo dài là một nét văn hóa nói lên nhân sinh quan gói trọn tinh thần của dân tộc Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, xin mời tất cả chúng ta cùng đi ngược lại dòng lịch sử để xem áo dài Việt Nam qua lịch sử. Thưa với tất cả quý vị, áo dài is a special tradition of our people Vietnam. And for this special project, we would like to introduce to you Áo Dài True Vietnam History. The first one, hình ảnh đầu tiên về chiếc áo dài đã được xuất hiện trong chiếc trống đồng với bố đa lời với mình ơi. Oh,
hai Bà Trưng, hai vị nữ nhi anh hùng của đất Việt đã mặc chiếc áo dài tứ thân với hai tà giáp vàng che lòng vàng. Xin chúng ta cùng gặp Trưng Trắc Linh Holy. Thank you.
tràng vỗ tay lớn một lần nữa được không ạ? Đây là người mẫu của ACRS của 2019. Và thưa với quý vị, sở dĩ chúng ta có thể có được cái project áo dài qua dòng lịch sử đó là nhờ sự hỗ trợ rất lớn của cô Ginny Trang Nguyễn và gia đình ngày nay đang có mặt ở đây. Xin mời cô Ginny Trang Nguyễn cùng đứng lên để cho mọi người cùng cảm ơn. Rồi, thank you tất cả các bạn, các em. Beautiful. Thank you, models. Và chúng ta có thấy xứng đáng với lại những giây phút chúng ta chờ đợi cho màn này không ạ? Quý vị có thấy hai cái cây này đặc biệt không ạ? Hai cây mai đầy nước là đặc biệt đúng không quý vị? Nhưng mà chút xíu nữa nha, chờ một chút xíu nữa mình sẽ làm đặc biệt nữa. Còn raffle. Bây giờ chắc là chúng ta cũng là tới giờ rồi. Rồi. Ra chắc mời các ca bác tự nhiên chúng ta đi theo từ bàn cứ tự nhiên lên để chúng ta nhận những cái lộc đầu năm trên đang treo ở hai cây mai và cây đào ở đây. Xin chúng ta cùng lên. Dạ. Và xin mời ACRS staff cùng xin mời ACRS staff để đến cùng lên giúp mấy bác. Giúp mấy bác đi. Dạ. Dạ, chúng ta xin cứ tự nhiên lên lấy những cái quà cái phong bì ở đây. Bây giờ xin mời mấy bác, mấy chú và lên đây hái lộc đầu năm nha. Muốn hái bên con hay là bên hái chị hai, chị Hạnh cũng được. Dạ, cứ tự nhiên, dạ. Dạ. ACRS staff, please come up here. Xin mời mấy bác hái một cái thôi nha, để cho mỗi người cũng có nha, từ từ. Và chúng ta coi chừng. Chúng ta chuẩn bị hát rượu mừng. Xin mời tất cả các chị cùng lên đây luôn. Dạ. Chúng ta sửa soạn hát ly rượu mừng nha. Dạ. ACRS staff, please come up on the stage, please. Right now, everyone, xin mời các người mẫu áo dài, chúng ta cùng lên đây hết để chúng ta hát ly rượu mừng. Dạ, chúng ta cứ tự nhiên, từ chúng ta được. Rồi, mấy chú ơi, cẩn thận nha. Cái này đầu lòng thôi, coi chừng gãy cây. Chỉ có bật xuống cái thôi là nó được liền. Đấy. Không, bật xuống thôi chị. Bật xuống, kéo nó xuống là được. Dạ, xin mời các sponsor của chúng ta cũng lên khai nhận những cái lọc đầu năm. Amicable staff and our supporters, our donors, please come and pick up the special blessing for your new year. Only one. À, mời cô Ginny Trang ta cùng lên hát ly rượu mừng với tất cả. Rồi, các bác các chú có lấy đầu lòng năm chưa ạ? Dạ, xin chúng ta cùng ngồi và chúng ta cùng hát ly rượu mừng để nâng ly chúc mừng cho năm mới 2019. Dạ. Hát xong là quý vị sẽ có một cái món quà đặc biệt nữa để đem đi về nha. Dạ, mời tất cả các chị cùng lên hát ly rượu mừng. Dạ, dạ. Xin mời các chú lên nhớ lên lấy nha. Đầu năm ta chúc nơi đây mừng anh đồng vui
Thank you.
Thank you.